vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lòng xó thênh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi Đông Đô hùng thiên dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, ta ngồi xa mãi giang sông. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long, nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rơi. Thank you.
gì đất nước quê hương tao ngừng anh hùng ngày quyết chí sinh ngày nhớ vua rồi ngày thương mình ngược ta đã giữ con lòng ra trận lấy được ngọn sen con vô đi
có xa quá lần lượt lên tặng cho các nghệ sĩ quý vị. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đến từ chi nhánh câu lạc bộ Thanh Thương Bắc Ninh rất nhiều. Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón tiết mục Tiếng đàn ta ngư với phần thể hiện của các nghệ sĩ đến từ chi nhánh câu lạc bộ Kim Môn Hải Dương thể hiện. Yeah.
Việt Nam
thăm trong tôi. Và trước khi đến với cuộc này thì cho phép MC Quang Đường là xin giới thiệu quý vị một chút. Ngày hôm nay có một công ty, đó là công ty sữa Iagu Việt Nam. Từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã không quản đường xa
Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Bắc Giang, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An và hàng trăm hội viên của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật nguồn điện có mặt ngày hôm nay. Sau đây ban tổ chức kính mời các vị có tên trong đoàn chủ tịch và đoàn thư ký đại hội tham dự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo đề hòa phát triển kinh tế và văn hóa lên điều hành đại hội. Chủ tịch câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật nguồn điện, ông Võ Đình Đức, phó chủ tịch câu lạc bộ, ông Nguyễn Quang Trang, phó chủ tịch câu lạc bộ, bà Trần Thị An, phó chủ tịch câu lạc bộ. Đoàn thư ký gồm nghệ sĩ ưu tú đại tá Nguyễn Viết Hồ, bà Vũ Thị Tính, bà Nguyễn Thị Anh Thu. Xin mời đoàn chủ tịch và thư ký đoàn lên khán đài làm việc. Và để chúng ta có lần làm việc về bổ sung ban chấp hành thì hôm nay thì chúng ta làm việc với ban chấp hành để chúng ta bổ sung ban chấp hành vào câu lạc bộ và trong đại hội, hội viên cần phát huy dân chủ trí tuệ
nâng cao trách nhiệm phát biểu đóng góp những ý kiến thiết thực trọng tâm góp phần tích cực cho đại hội thành công tốt đẹp. Khi cần phát biểu hoặc tranh luận trong đại hội hoặc hội viên phải giơ tay, giơ thẻ hội viên hoặc giơ tay nếu không có thẻ, chưa có thẻ. Đoàn chủ tịch đồng ý mới được phát biểu ngắn gọn rõ ràng xúc tích mang tính xây dựng. 5. Thực hiện nghiêm túc chế độ sử dụng và bảo mật tài liệu đại hội theo quy định, không được sao chép, chụp ảnh, không đưa cho người ngoài đại hội xem và tài liệu khi chưa có chủ trương công khai, không được lưu hành trong đại hội những ấn phẩm tài liệu chưa được đại hội cho phép, những tài liệu kiến nghị nơi khác gửi đến đại hội phải nộp đầy đủ cho đoàn chủ tịch thông qua đảng thư ký, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. 6. Không mang chất nổ, chất gây cháy, rượu bia vào khu vực đại hội, không hút thuốc lá, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng trong đại hội, điện thoại di động phải tắt để chế độ rung, khi cần thiết mới được sử dụng, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. 7. Thực hiện nghiêm túc thời gian quy định đại hội, nghỉ giải lao tại hành lang hội trường, không đi xa, không làm ảnh hưởng đến công việc cơ quan chủ quản, nơi đang cho phép đại hội sử dụng hội trường. 8. Nội quy này không thông qua đại hội giữa nhiệm kỳ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật quần việt năm 2017. Yêu cầu tất cả hội viên về dự đại hội thực hiện nghiêm túc các quy định trên đây. Nếu hội viên nào vi phạm, tùy mức độ sẽ xử lý theo điều lệ của câu lạc bộ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các đại biểu. Xin mời. Ban tổ chức kỷ mời tấn công kỷ mời tiến trì Nguyễn Đức Hành, hội đồng viện trưởng đến các điều chỉ đạo này đại hội ạ. Xin tất cả ạ. Chúng tôi rất là để làm vui mừng và xúc động đến cái hội trường rất là đông các bác anh các chị các hội viên từ các cái chi nhánh các nơi cùng tụ về đây tham gia hội là những nghĩa cử kỳ do hiện khó phát triển du lịch kinh tế và văn hóa của bảo như các quý vị đã biết thì sinh hoạt văn hóa của chúng ta là một cái tổ chức sinh hoạt tự nguyện được trang trải trách nhiệm sinh hoạt của chúng ta trải dài các địa phương và đặc biệt là sinh hoạt văn hóa nghệ về mặt là chúng ta phát huy được năng lực các năng lực của vậy cá tính và những nhu cầu là hết sức khác nhau, cho nên việc đầu tiên trong câu lạc bộ là phải nêu cao cái tính đồng thuận thống nhất và đoàn kết tất cả các chi hội chi nhánh các lãnh đạo chi nhánh. Tôi đề nghị là trước hết chúng ta nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo và cộng đồng trách nhiệm. Nếu chỉ có cộng đồng trách nhiệm thì chúng ta mới có thể làm được những công việc mà chúng ta cùng mơ ước, cùng xây dựng. Và chúng ta loại trừ những tiếng nói khác, những tiếng nói mà là vọng, những tiếng nói không xây dựng để chúng ta tuân thủ điều lệ của câu lạc bộ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đưa một văn bản điều lệ quy trình điều lệ của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật quần việt, trong đó nhấn mạnh cái ý thức nguyên tắc tự nguyện tự chủ tự chịu trách nhiệm của câu lạc bộ, và thứ hai nhấn mạnh tinh thần đoàn kết đồng thuận và làm việc theo tập thể. Tất cả những ý kiến và những nhu cầu sáng kiến của các quý vị và các thành viên đều để trình bày cho chi nhánh, sau đó thì trình lên cho ban công văn hành công bố báo cáo.
để tạo một cái môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, trong sáng và có ích cho các hội viên. Chúng ta cũng đồng thời góp phần tạo không khí lành mạnh cho xã hội. Về cái phần đại hội hôm nay, chúng ta bổ sung một số ý kiến các ban thì đề nghị các chi nhánh lựa chọn một cái đại biểu có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư và một người có sức khỏe, có điều kiện, có tinh thần hy sinh đứng ra gánh vác trách nhiệm cho từng ngành này, công đồng trách nhiệm với ban chủ nhiệm để chúng ta xây dựng chương trình các nội dung mà chúng ta thiết thực. Một mặt là sự trách nhiệm, nhưng đồng thời chúng ta có thể huy động các nguồn lực của xã hội để chúng ta các công ty, ví dụ như vừa rồi là công ty như Cung, Lộc, mỗi một câu lạc bộ ở các địa phương thì các vị cao tuổi đều có con cháu của các anh em trưởng thành, thì người ta có thể ủng hộ các bác sống vui, sống khỏe, sống vui. Và cái điều đấy là cái điều mà xã hội ủng hộ, viên tử ủng hộ, tất cả viên tử thống nhất ủng hộ, chung hộ họ có thể nguồn nhân lực nhân tài ủng hộ các vị. Một chi tiết nữa là hôm nay sẽ phải thông qua nghị quyết đại hội. Nhìn nhận quá trình hoạt động từ năm 2014 thành lập đến nay, chúng ta làm những việc gì và chúng ta đã đạt được bao nhiêu điều chúng ta phấn đấu, chúng ta đề ra phấn đấu trong cái thời gian trước và trước và trước nhất. Và bây giờ chúng ta từ nay đến hết nhiệm kỳ, chúng ta muốn làm những việc gì đặc biệt là điều chỉnh cái nội dung để phù hợp với điều lệ của đảng bộ. Đồng thời yêu cầu các chi nhánh đề xuất lên cho ban chỉ đạo công bố các phương hướng, các nội dung chương trình hoạt động làm sao để đảm bảo phù hợp với điều kiện của mọi người, phù hợp với lợi chung của chúng ta. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo về khoa phát triển nhân lực, kinh tế và văn hóa, xin nhiệt liệt chúc mừng quý đại biểu lãnh đạo khoa học phát triển nhân lực nhân tài Việt Nam, lãnh đạo Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế văn hóa và tại toàn thể hội viên của chúng ta sức khỏe, thành công, sáng tạo. Chúc đại hội chúng ta thành công. Vừa rồi chúng ta vừa nghe những lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, chủ tịch hội đồng Viện Khoa phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa, với những lời can dặn. Và đây là một đơn vị bảo trợ về mặt pháp lý cho câu lạc bộ, và qua những cái lời phát biểu của tiến sĩ thì thay mặt cho lãnh đạo câu lạc bộ, chúng tôi xin tiếp thu những ý kiến và những cái chỉ đạo của hội đồng viên. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu đoàn đại biểu, chúng tôi xin giới thiệu ông Vũ Song Toàn, trưởng của chi hội tỉnh Sơn La, lên trình bày điều lệ đã sửa đổi. Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Đoàn Viện Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Điều lệ tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Đoàn Viện sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Viện trưởng Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa. Chương 1 điều khoản chung, điều 1 tên gọi bằng tiếng Việt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt. Điều 2 địa chỉ giao dịch phòng 3308 tòa nhà CT112A khu đô thị Kim Vân, Kim Lũ, đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Điều 3 tôn chỉ và mục đích. 1 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt, sau đây gọi tắt là câu lạc bộ, là tổ chức tự nguyện thành lập tại Trung tâm Văn hóa và Hỗ trợ Phát triển Nhân tài thuộc Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa, nhằm tập hợp những người có cùng sở thích hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần thúc đẩy truyền bá các mục tiêu
chương trình hoạt động của huyện và phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa, thông tin kiến thức và văn hóa, thông tin kiến thức về văn hóa, khoa học, giáo dục, giữ gìn truyền thống, phát huy sáng tạo, khuyến khích sự phát triển tinh thần lành mạnh trong cộng đồng. Hai là câu lạc bộ không phải là pháp nhân độc lập mà được Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa bảo trợ về mặt pháp lý, chịu sự lãnh đạo của viện, chấp hành điều lệ tổ chức và hoạt động của viện, tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 4, phạm vi hoạt động, mối quan hệ và nguyên tắc. 1, câu lạc bộ hoạt động trong phạm vi cả nước, có quan hệ với các cơ quan tổ chức văn hóa, văn học, nghệ thuật, các cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật. 2 là câu lạc bộ tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chủ cách quyết định theo đa số. Chương 2, nhiệm vụ quyền hạn của câu lạc bộ. Điều 5, nhiệm vụ của câu lạc bộ. 1, vận động tập hợp đoàn kết, tạo điều kiện cho các hội viên sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật. 2, tham gia phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 3, tham gia các cuộc thi, các sự kiện, giới thiệu tác phẩm, tác giả, giao lưu về văn hóa nghệ thuật nhằm hỗ trợ tạo điều kiện phát triển tài năng, tạo sự đoàn kết cho các học viên tại các địa phương. 4, tham gia hợp tác với các tổ chức cá nhân trong xây dựng quỹ phát triển tài năng, quỹ nhân đạo nhằm hỗ trợ chăm sóc cho các đối tượng cần được sự quan tâm cổ vũ trong cộng đồng. 5, tuyên truyền giáo dục vận động để hội viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Điều 6, quyền hạn của câu lạc bộ. Được quyền đề nghị Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa phê chuẩn 1. Các quyết định thành lập, giải thể, quản lý và các chi nhánh và hội viên câu lạc bộ. 2. Các quyết định khen thưởng và kỷ luật đối với chi nhánh, hội viên của câu lạc bộ trên cơ sở điều lệ câu lạc bộ. Các quyết định khen thưởng tập thể cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp cho sự phát triển của câu lạc bộ. 3. Việc quan hệ với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật. 4. Việc nhận tài trợ của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 5. Việc tham gia các hoạt động dịch vụ dưới sự bảo trợ của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa. Chương 3, hội viên. Điều 7, tiêu chuẩn hội viên. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người yêu thích hoạt động văn hóa nghệ thuật, có tham gia sáng tác hoặc ủng hộ câu lạc bộ, có tư cách đạo đức thừa nhận điều lệ câu lạc bộ, tự nguyện xin gia nhập câu lạc bộ, được hai hội viên hoặc ban chấp hành câu lạc bộ chi nhánh câu lạc bộ giới thiệu đều có thể trở thành hội viên. Điều 8, nhiệm vụ của hội viên. 1, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, bảo vệ uy tín của câu lạc bộ, sống và làm việc theo pháp luật. 2, không ngừng trau dồi nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, giữ gìn trong sáng lành mạnh trong lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật. 3, tuyên truyền vận động giới thiệu kết nạp hội viên mới. Điều 9, quyền lợi của hội viên. 1, tham gia hoạt động và sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở của câu lạc bộ nơi mình đăng ký. 2, được quyền ứng cử, đề cử và bầu cử vào các vị trí lãnh đạo của câu lạc bộ.
và được tham gia một hoạt động do câu lạc bộ tổ chức. 4. Được hưởng các quyền lợi về vật chất tinh thần do câu lạc bộ tạo ra, được câu lạc bộ tạo điều kiện phát huy năng lực sở trường trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. 5. Khi thấy có thích hợp, thành viên có thể viết đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Điều 10. Thể thức trở thành hội viên. 1. Người muốn trở thành hội viên phải tự nguyện làm hồ sơ theo mẫu của ban chấp hành câu lạc bộ quy định. 2. Căn cứ vào đơn xin gia nhập câu lạc bộ và ý kiến của ban chấp hành, chủ tịch câu lạc bộ ký quyết định công nhận hội viên. Điều 11. Thể thức xin gia khỏi câu lạc bộ. 1. Hội viên muốn ra khỏi câu lạc bộ tự nguyện làm đơn gửi ban chấp hành. 2. Ban chấp hành xét đơn xin ra của ban chấp hành xét đơn xin ra câu lạc bộ, chủ tịch ra quyết định xóa tên trong danh sách hội viên. 3. Hội viên khi ra khỏi câu lạc bộ phải trả lại thẻ hội viên. Chương 4. Tổ chức. Điều 12. Tổ chức của câu lạc bộ. 1. Cơ quan bảo trợ pháp lý, đồng thời là cơ quan lãnh đạo câu lạc bộ, là Viện Khoa học Phát triển Nhân lực, Kinh tế và Văn hóa thuộc Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam. Cơ cấu tổ chức và toàn bộ các hoạt động của câu lạc bộ đều phải được báo cáo và được lãnh đạo Viện Khoa học Phát triển Nhân lực, Kinh tế và Văn hóa phê chuẩn. 2. Cơ quan của câu lạc bộ. Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu hội viên câu lạc bộ, ban chấp hành câu lạc bộ và các tổ chức của câu lạc bộ, nhất là ban kiểm tra, ban công tác hội viên và thi đua khen thưởng. Chi nhánh câu lạc bộ có thể tổ chức theo hoặc không theo đơn vị hành chính tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tùy theo đặc điểm và điều kiện thực tế của từng nơi. Điều 13. Nhiệm kỳ của câu lạc bộ. 1. Nhiệm kỳ của câu lạc bộ là đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu hội viên, họp 5 năm một lần. Trường hợp có lý do chính đáng có thể được tổ chức sớm hoặc muộn hơn một năm. 2. Nội dung chính của đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu hội viên câu lạc bộ. Thứ nhất, thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết thực hiện công tác nhiệm kỳ trước và phương hướng công tác nhiệm kỳ tới. Thứ hai, thảo luận bổ sung sửa đổi điều lệ câu lạc bộ. Thứ ba, bầu ban chấp hành câu lạc bộ. Thứ tư là thông qua nghị quyết đại hội. Điều 14. Ban chấp hành câu lạc bộ. 1. Ban chấp hành câu lạc bộ là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu hội viên. Ban chấp hành được đại hội bầu số lượng ủy viên ban chấp hành do đại hội quyết định. 2. Ban chấp hành lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của đại hội, đề ra chủ trương công tác và phương hướng hoạt động của câu lạc bộ trong từng thời kỳ, xem xét công tác tài chính và kế hoạch hỗ trợ cho chi nhánh, hội viên, kết nạp hoặc khai trừ hội viên, đề xuất việc khen thưởng và giải thể các chi nhánh, giải quyết các công việc khác của câu lạc bộ. 3. Ban chấp hành bầu chủ tịch và các phó chủ tịch câu lạc bộ, bầu trưởng ban kiểm tra, bầu chức danh các hội đồng chuyên môn, bầu các chức danh lãnh đạo khác của câu lạc bộ. 4. Ban chấp hành bầu bổ sung hoặc miễn nhiệm ủy viên ban chấp hành, số lượng bầu bổ sung không quá 1/5 tổng số ủy viên ban chấp hành đã được đại hội quyết định. 5. Các quyết định của ban chấp hành có hiệu lực khi có quá bán số ủy viên ban chấp hành tán thành. 6. Ban chấp hành 1 năm hoặc 2 lần, không thể họp bất thường. 7. Nghiêm cấm mọi hành vi gây bất đoàn kết nội bộ, khiếu kiện cá nhân đối với các thành viên trong ban chấp hành câu lạc bộ.
Điều 15, thường trực câu lạc bộ. Thường trực câu lạc bộ gồm chủ tịch và các phó chủ tịch do ban chấp hành bầu trong số các ủy viên ban chấp hành, được trực tiếp giải quyết các nhiệm vụ theo nghị quyết của ban chấp hành. Điều 16, chủ tịch. Một, chủ tịch do ban chấp hành bầu trong số các ủy viên ban chấp hành và phải được quá bán phiếu của ủy viên ban chấp hành tán thành. Hai, chủ tịch câu lạc bộ làm nhiệm vụ điều hành chung, có trách nhiệm đại diện câu lạc bộ báo cáo với cơ quan bảo trợ về những vấn đề liên quan đến hoạt động câu lạc bộ. Điều 17, phó chủ tịch. Một, các phó chủ tịch do ban chấp hành bầu, số lượng các phó chủ tịch do ban chấp hành quyết định. Hai, các phó chủ tịch là người được chủ tịch phân công phụ trách từng phần việc cụ thể và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong công việc được phân công, giải quyết công việc khác khi chủ tịch ủy quyền. Điều 18, ban kiểm tra câu lạc bộ. Một, trưởng ban kiểm tra do ban chấp hành bầu, số lượng thành viên ban kiểm tra do ban chấp hành quyết định. Hai, ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra giám sát các tổ chức của câu lạc bộ và hội viên thực hiện nghị quyết. Điều lệ câu lạc bộ đề xuất các biện pháp giải quyết khiếu nại của hội viên và thành viên các cơ quan trong câu lạc bộ để ban chấp hành xem xét giải quyết. Điều 19, các hội đồng chuyên môn của câu lạc bộ. Một, căn cứ tình hình cụ thể, thường trực câu lạc bộ đề xuất hội đồng chuyên môn và giới thiệu các chức danh của hội đồng chuyên môn trong từng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cụ thể để ban chấp hành bầu trong phiên họp thường kỳ. Hai, hội đồng chuyên môn của câu lạc bộ có nhiệm vụ tư vấn cho ban chấp hành câu lạc bộ về những vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể được phân công. Điều 20, chi nhánh câu lạc bộ. Một, chi nhánh là tổ chức cơ sở của câu lạc bộ được thành lập khi có từ 10 hội viên trở lên và là thành viên tự nguyện của câu lạc bộ. Hai, chi nhánh có nhiệm vụ quản lý hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn, triển khai các hoạt động trong phạm vi điều lệ của câu lạc bộ. Nhiệm kỳ đại hội chi nhánh là 2 năm rưỡi hoặc 30 tháng. Trường hợp có lý do chi nhánh có thể tổ chức sớm hoặc muộn hơn 6 tháng. Chương 5, tài chính của câu lạc bộ. Điều 21, các nguồn tài sản tài chính của câu lạc bộ. Tài sản và tài chính của câu lạc bộ bao gồm các nguồn thu. Một, thu hội phí hội viên. Hai, tài trợ do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ. Ba là thu nhập từ các hoạt động dịch vụ do câu lạc bộ tham gia. Điều 22, quản lý sử dụng tài sản tài chính của câu lạc bộ. Một, tài sản và tài chính của câu lạc bộ được giao cho các cơ quan trực thuộc câu lạc bộ quản lý. Người phụ trách các đơn vị chịu trách nhiệm trước thường trực câu lạc bộ về tài sản và tài chính được giao. Hai, tài sản và tài chính của câu lạc bộ được công khai minh bạch sử dụng cho các mục đích hoạt động theo kế hoạch chung của câu lạc bộ, không được sử dụng tài sản tài chính cho mục đích riêng của một nhóm người cá nhân, không đem lại lợi ích chung cho câu lạc bộ. Chương 6, khen thưởng kỷ luật. Điều 23, khen thưởng. Một, hội viên và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có thành tích đóng góp vào sự phát triển câu lạc bộ sẽ được xét khen thưởng. Hai, ban chấp hành câu lạc bộ là cơ quan xem xét và đề nghị các hình thức khen thưởng đối với tổ chức cá nhân và trình cơ quan lãnh đạo câu lạc bộ ra quyết định. Điều 24, kỷ luật. Một, hội viên vi phạm pháp luật nhà nước và điều lệ của câu lạc bộ sẽ bị thi hành kỷ luật với các bước phê bình, khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ hoạt động và khai trừ khỏi câu lạc bộ. Hai, hội viên có đơn thư tố cáo không đúng sự thật, hội viên gây bất đoàn kết trong các hoạt động chung do từ 5 hội viên khác có đơn phản ánh với ban chấp hành, đồng thời được xác nhận là có căn cứ, tùy theo mức độ sẽ bị đình chỉ hoạt động hoặc xóa tên trong danh sách hội viên. Ba, hội viên không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, không đóng hội phí mà không có lý do chính đáng thì sẽ
xóa tên trong danh sách tổ viên. 4. Hội viên vi phạm pháp luật bị kết án thì xóa tên khỏi câu lạc bộ. 5. Việc thi hành kỷ luật đối với hội viên do ban chấp hành, ban kiểm tra của câu lạc bộ đề nghị, mọi thủ tục thuộc về hành về thi hành kỷ luật được thực hiện trong phạm vi câu lạc bộ. Chương 7. Giải thể. Điều 25. Giải thể. Câu lạc bộ giải thể trong các trường hợp sau: 1. Vi phạm pháp luật của nhà nước. 2. Hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích. 3. Viện Khoa học Phát triển Kinh Nhân lực Kinh tế và Văn hóa ra quyết định giải thể. Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa giữ quyền giải thể câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật quận huyện nếu xét thấy hoạt động của câu lạc bộ không đáp ứng được những yêu cầu do viện đề ra hoặc ảnh hưởng đến các hoạt động chuyên môn khác của viện. Chương 8. Điều khoản thi hành. Điều 26. Thể thức sửa đổi bổ sung điều lệ. Căn cứ vào nhu cầu hoạt động thực tế, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật quận huyện được sửa đổi và bổ sung điều lệ trên cơ sở tôn chỉ mục đích đã được cơ quan bảo trợ cho phép. Việc sửa đổi bổ sung sẽ được đồng chức câu lạc bộ đề nghị sau khi thống nhất được Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa ra quyết định ban hành. Điều 27. Hiệu lực thi hành. Điều lệ này gồm có 8 chương, 27 điều đã được thông qua tại đại hội giữa nhiệm kỳ của câu lạc bộ ngày 23/9/2017. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa ra quyết định ban hành. Đó là toàn bộ cái điều lệ của các tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật quận huyện. Chúc mừng chúng ta. Chúng ta vừa nghe ông Vũ Xuân Toàn trình bày về sửa đổi của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật quận huyện, và chúng tôi trong ban chấp hành đoàn chủ tịch thì chúng tôi có ý kiến là có trong đại hội ngày hôm nay thì chúng ta có hai ý kiến thảo luận. Đầu tiên thì đoàn chủ tịch giới thiệu ông Phạm Văn Nguyên là trưởng của một chi nhánh ở Gia Lai, chủ nhiệm chi nhánh Gia Lai, thì ông Phạm Văn Nguyên nên có một ý kiến tham luận trước đại hội. Trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, được sự giúp đỡ của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế Văn hóa, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật quận huyện, ban đại diện phía Nam và trung tâm văn hóa điện ảnh du lịch tỉnh Gia Lai, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tỉnh Gia Lai ra đời đáp ứng nguyện vọng tha thiết của những người yêu thơ trên quê hương cồng chiêng Tây Nguyên hùng vĩ. Do đó câu lạc bộ tạo ra sân chơi tao nhã lành mạnh bổ ích, có tính chất nhân văn sâu sắc, để hội viên có điều kiện thể hiện khả năng của mình trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Sau 2 năm tổ chức hoạt động, chi nhánh Gia Lai đã gặt hái được kết quả bước đầu quan trọng, tích cực tuyên truyền phát triển hội viên. Kết quả lúc đầu chỉ có 14 hội viên, đến nay đã kết nạp 23 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 37 người. Có ngày tổ chức câu lạc bộ và tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt đề đạt nề nếp nội dung thiết thực, hình thức sinh động, rồi báo cáo hội viên lên cấp trên đầy đủ và kịp thời. Tổ chức đoàn viên hội viên 7 cuộc thi thơ toàn quốc, kết quả 90 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo và được chọn in bộ sách, trong đó 2 tác phẩm đạt giải nhì toàn quốc. Đặc biệt trong điều kiện hàng nghèo về tài chính, câu lạc bộ đã tổ chức động viên hội viên sáng tác, tuyển chọn, biên tập, xuất bản tập thơ đầu tay nguồn Việt năm 2016 và tập thơ nguồn Việt năm 2017 với dưới hình thức báo thưởng.
tổ chức thành công 4 buổi giao lưu dân ca tại trung tâm văn hóa tỉnh Đồng Nai với sự tham gia của đại diện sở văn hóa thể thao du lịch và đại diện 12 câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được dư luận hoan nghênh. Hội viên trong câu lạc bộ đã nêu gương sáng trong đời sống văn hóa cộng đồng, nêu gương sáng xây dựng con người bằng những việc làm cụ thể. Như tham gia của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của dân cư, của vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình chọn. Về mặt kiến nghị, chúng tôi kiến nghị và đề xuất xin có 4 kiến nghị đề xuất sau đây. 1. Chúng tôi đề nghị làm lại phù hiệu lớn hơn và chắc chắn hơn, bởi vì phù hiệu đã rất tròn. 2. Những việc đề ra đề nghị cần chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, không nên kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của câu lạc bộ. Chúng tôi đơn cử như tập cơ của cao gương sáng được triển khai từ 2016 đến nay đã có. Thứ ba là nghiêm minh trong việc khen thưởng kỷ luật, nghĩa là đơn vị cá nhân nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần được khen thưởng, đơn vị cá nhân nào vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế của câu lạc bộ cần nghiêm minh, không thể qua sông làm lòng tranh. Cuối cùng, chúng tôi cũng đề nghị là hiện nay đề nghị là nâng chánh chi nhánh tỉnh Gia Lai thành chi hội tỉnh Gia Lai gồm 2 chi nhánh thành phố Pleiku và chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Cuối cùng, xin thay mặt cho các chi hội chi nhánh ở miền Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, chúng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, chúng tôi xin kính chào đại hội tờ báo mà chúng tôi vừa viết với 41 tác phẩm và xin trân trọng được tặng đại hội. Đại hội chúng ta vừa thông qua một tham luận của ông Phạm Văn Nguyên, chủ nhiệm chi nhánh Gia Lai. Thì qua các tham luận của ông Phạm Văn Nguyên đại diện cho câu lạc bộ chi nhánh tỉnh Gia Lai, thì ban chấp hành chúng tôi và chủ tịch chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến và ông đã có những ý kiến rất là dài để khẳng định trong chương trình này của ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ điều chỉnh khi mà có điều kiện và chúng có thể trình lên cho hội đồng viên có các chỉ tiêu kinh tế văn hóa. Và để tiếp theo có một tham luận nữa thì chúng tôi xin giới thiệu bà Ngô Thị Thanh Thủy đại diện cho chi hội Hà Thành để có một tham luận trước đại hội của chúng ta. Chi hội Hà Thành tham luận báo cáo hoạt động câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật trong thời gian qua và phương hướng tới. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, các báo đài có mặt trong ngày đại hội hôm nay. Trong không khí toàn thể hội viên, các câu lạc bộ nô nức về trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi trái tim của tổ quốc dự đại hội rất nhiệt tình. Chúng tôi được hội tụ để thỏa một phần nào đam mê văn học nghệ thuật, để được nghe, được thấy câu lạc bộ mình hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn toàn quốc trong thời gian qua. Báo cáo vừa thông qua, chúng tôi hoàn toàn nhất trí, đặc biệt là hệ thống quản lý theo các cấp như trung ương có ban chấp hành chỉ đạo, lãnh đạo có ban thường vụ là cao nhất, dưới đó là cấp thành phố, cấp tỉnh là chi hội, dưới các chi hội là các chi nhánh theo các quản lý đầu mối có thực hiện và có quy mô. Tuy nhiên có cá biệt có
những trường hợp có chi nhánh trực thuộc chi hội có khó khăn về địa bàn hoặc mọi trường hợp khác. Xét thấy chính đáng thì chi nhánh có thể lập hồ sơ thủ tục xin trực thuộc lại. Ban chấp hành trung ương quản lý và chỉ đạo. Chúng tôi càng tự hào hơn khi câu lạc bộ chúng ta đã được sự chỉ đạo lãnh đạo của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa. Thì toàn thể hội viên cũng như những người yêu văn học nghệ thuật quyết xây dựng một câu lạc bộ thật sự trong sáng, chọn lọc các hội viên có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, phát huy về bản sắc dân tộc, nâng tầm nghệ thuật lên đỉnh cao của thời đại. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình đặc biệt hạnh phúc, chúc đại hội thành công. Chúng ta vừa lắng nghe cái bản tham luận của bà Ngô Thị Hồng Thủy đại diện cho chi hội Hà Thành để tiếp thu những ý kiến của chi hội Hà Thành vừa qua thì chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ đưa vào chủ đề của câu lạc bộ để làm sao để xây dựng câu lạc bộ ngày một tốt nhất, chặt chẽ nhất và tốt nhất để cho đây là một cái sân chơi như cho quý vị các bạn rồi những người tham gia du tán tác văn học nghệ thuật của chúng ta tham gia để xây dựng cuộc sống có thu trong thể không mỗi. Vâng, và vừa qua thì có hai ý kiến tham luận. Bây giờ thì thay mặt cho đoàn chủ tịch thì tôi trân trọng kính mời ông Bùi Duy Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam và lên có ý kiến đối với các đại hội chúng ta. Xin trọng kính mời ông. Thưa toàn thể của các bác, các anh chị ở các hội viên tham gia câu lạc bộ văn hóa hội viên hôm nay về đây dự đại hội giữa nhiệm kỳ, tôi rất là vui mừng thay mặt Trung ương Hội Khoa học Phát triển Việt Nam là đơn vị cấp trên của học viện khoa học phát triển của viện kinh tế văn hóa đến đây dự. Kính thưa quý vị, rất là vui mừng và cảm động thấy rằng với cái hoạt động của trung bộ văn hóa của viện của chúng ta trong những năm gần đây sau khi tổ chức hình thành một cái hệ thống tổ chức theo cái bảo trợ của viện khoa học phát triển kinh tế văn hóa, chúng ta đã hoạt động dần dần đi vào nền nếp. Với cái sự nỗ lực của tất cả các quý vị, chúng ta đã huy động được một lực lượng đông đảo, các cô bác có tâm huyết với sự nghiệp văn hóa nghệ thuật, huy động cái lực lượng của các địa phương tham gia vào phong trào phát triển văn hóa văn nghệ địa phương và cũng là đồng viên cho cái lớp người mà quan tâm đến văn hóa nghệ thuật đã lớn tuổi có điều kiện sinh hoạt tập luyện hoạt động tạo điều kiện cho chúng ta có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Vừa thông qua cái ý kiến phát biểu của ông Bùi Duy Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Khoa học Nhân tài Việt Nam thì trước đại hội thì đoàn chủ tịch chúng tôi sẽ thay mặt cho toàn thể hơn 3.000 hội viên thì chúng tôi xin ghi nhận những cái lời đóng góp và những cái lời động viên của trung ương hội và chúng tôi sẽ cố gắng phát triển và phát huy hết khả năng của mình đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc phát triển văn hóa đất nước. Và một lần nữa thì xin cần gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đại diện của trung ương hội phát triển của nhân lực nhân tài Việt Nam. Vâng, và để tiếp theo trong những chương trình đại hội ngày hôm nay thì đoàn chủ tịch chúng tôi sẽ chọn kính mời ông Nguyễn Khắc Hoàn, chi hội tỉnh Bắc Giang lên đọc thông qua những chương trình đại hội. Kính thưa đại hội, tôi xin được đọc để nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nam Việt. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập từ xoài khúc Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nam Việt. Nghị quyết
đại hội dự kỳ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt. Thực hiện điều lệ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt quyết định số 37/17 QĐ ngày 12/8/2017 của Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa ngày 23/9/2017. Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt đã long trọng tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thanh Trì Hà Nội. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị đại hội có các vị lãnh đạo của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa, các vị lãnh đạo Trung tâm Trung ương Hội Khoa học và Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam. Sau một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc theo đúng quy định của điều lệ câu lạc bộ, hướng dẫn của cơ quan bảo trợ pháp lý, đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất quyết định A. Tán thành những nội dung cơ bản trong báo cáo tình hình hoạt động câu lạc bộ trong thời gian năm 2014-2017 và phương hướng hoạt động đến hết nhiệm kỳ. Một đáp án đánh giá tình hình hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian 2014-2017. Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên trong câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sống vui, sống khỏe, sống có ích và đã có những đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh của xã hội. Đông đảo hội viên đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động cộng đồng, các cuộc vận động sáng tác do câu lạc bộ tổ chức. Các hội viên cũng là những người tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đời sống, đồng thời gương mẫu thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của pháp luật và nhà nước. Ban chấp hành câu lạc bộ đã tích cực chỉ đạo củng cố và phát triển mạng lưới chi nhánh câu lạc bộ tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Ban chấp hành câu lạc bộ cũng đã phát động nhiều cuộc vận động sáng tác, thu hút số lượng lớn các hội viên tham gia với hàng ngàn tác phẩm. Nhiều hội viên đạt giải cao trong các cuộc vận động sáng tác. Có nhiều hội viên đã có những tiết mục, chương trình biểu diễn ấn tượng. Có những hội viên có tác phẩm in trong các quyển tập sáng tác theo chủ đề hoặc có sách đi riêng. Ban chấp hành câu lạc bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển hội viên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người tự nguyện tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Hai lần về phương hướng hoạt động của câu lạc bộ đến hết nhiệm kỳ, đảm bảo công tác lãnh đạo hướng dẫn của ban chấp hành thống nhất trong toàn bộ mạng lưới câu lạc bộ, quán triệt thực hiện rất tốt mọi chỉ đạo của lãnh đạo Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa của Trung tâm Văn hóa và hỗ trợ phát triển nhân tài trong câu lạc bộ và tới từng hội viên. Các tinh anh phát huy cao độ tinh thần hoạt động tự nguyện, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm xây dựng các nội dung chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện đặc thù của từng chi nhánh, đảm bảo yêu cầu nâng cao uy tín và vị trí của câu lạc bộ trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội, góp phần tích cực vào việc đổi mới, cải thiện, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật của câu lạc bộ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong ban thường vụ, ban chấp hành và toàn bộ các chi nhánh, thực hiện tốt dân chủ, kỷ cương, nói và làm theo tinh thần xây dựng, kiên quyết chống lại những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, lạm quyền,
độc đoán hoặc gây chia rẽ bất đoàn kết nội bộ. Nghiêm cấm hội viên câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật nguồn Việt phát tán các loại đơn thư khiếu kiện ra ngoài phạm vi câu lạc bộ chưa có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện Khoa học và Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa, giữ vững giữ gìn sự trong sáng lành mạnh với tinh thần văn hóa nghệ thuật chân chính lương thiện, quan tâm phát hiện và giới thiệu phát triển đầu tiên. B, thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ nhất trình lãnh đạo Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa ra quyết định ban hành. C, thông qua kết quả bầu bổ sung ban chấp hành câu lạc bộ gồm 11 vị. Tôi xin phép đọc. Một, ông Mai Sơn chi nhánh Tiền Chiến Hà Nội. Hai, ông Nguyễn Trọng Hiền Thanh Xuân Thuận Thành Bắc Ninh. Ba, ông bà Nguyễn Thị Bích Việt Thanh Xuân Thuận Thành Bắc Ninh. Bốn, ông Nguyễn Song Toàn chi nhánh Sơn La. Năm, ông Đặng Kim Cường Nam Định. Sáu, ông Phạm Đình Quang chi hội Bắc Giang. Bảy, bà Vũ Thị Tính chi hội Bắc Giang. Tám, ông Nguyễn Ngọc Lệnh chi hội Bắc Giang. Chín, bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc chi nhánh Phan Giang Ninh Thuận. Mười, ông Phạm Văn Nguyên chi nhánh Gia Lai. 11, ông Nguyễn Văn Nhật chi nhánh huyện Vĩnh Bình tỉnh Đồng Nai. D, ban chấp hành câu lạc bộ căn cứ vào nghị quyết đại hội trên cơ sở quán triệt thực hiện đầy đủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa triển khai thực hiện trong thực hiện hoạt động đại hội, kêu gọi toàn thể hội viên câu lạc bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào sáng tác vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật lành mạnh, thiết thực, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong đại hội ngày hôm nay. Thì ở đây thì trên cái danh sách của chúng tôi đã kết toàn đưa về thì có 11 vị, là một là những trong 11 vị này là trong ban chấp hành của câu lạc bộ của chi hội và là chủ nhiệm của các chi nhánh. Thì nếu như có bổ sung gì thêm ở các chi nhánh, nếu như thấy cần thiết một số chi nhánh có số lượng con người đông, nếu chúng ta thấy cần thiết phải bổ sung thêm các chi nhánh thì trung ương này để tiếp cận các chi nhánh được tổng hợp thông tin được nhanh hơn thì chúng ta cho ý kiến và đề xuất trong chương trình này thôi, và chúng tôi sẽ có công văn gửi cho lãnh đạo của Viện Khoa học và Nhân tài Nhân tố Kinh tế và Văn hóa để chúng ta có công văn chấp hành tốt nhất để lãnh đạo của câu lạc bộ. Thì đại hội chúng tôi xin phép được hỏi là có vị nào có thể để đổi tên ứng cử không ạ? Vâng, vậy thì chúng ta đưa tay biểu quyết trong 11 vị trong chấp hành. Vâng, thì chín bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc chi nhánh Phan Giang Ninh Thuận. 10,
ông Phạm Văn Nguyên chi nhánh Gia Lai, 11 ông Nguyễn Văn Nhật chi nhánh Huyện Vũ tỉnh Đồng Nai. Và trước đại hội thì chúng ta đưa tay biểu quyết, và bây giờ tôi xin phép được mời đại hội là chúng ta có đồng ý và nhất trí với 11 tên bổ sung vào ban chấp hành năm 2014-2018 của ban, và chúng ta đưa tay biểu quyết ạ. Xin kính mời ban chấp hành mới gồm có ông Phan Sơn chi nhánh Tiền Chiến Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Hiền thanh tư và thành Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Việt thanh tư và thành Bắc Ninh, ông Nguyễn Song Toàn chi nhánh Sơn La, ông Đặng Kim Cường Nam Định, ông Đặng Đình Quang Bắc Giang, và Nguyễn Thị Tính chi hội Bắc Giang, ông Nguyễn Ngọc Lợi chi hội Bắc Giang, và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc chi nhánh Văn Giang tỉnh Ninh Thuận, ông Phạm Văn Nguyên chi nhánh tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Văn Nhật chi nhánh Huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai. Kính mời mọi người lên lên ra các tài liệu. Vâng ạ, vâng. Xin đề nghị đại hội trong tràng vỗ tay để đồng chí cổ vũ ban chấp hành công đoàn văn hóa nghệ thuật Lưu Việt đã được kiện toàn trong ngày hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2017. Vâng, và một lần nữa thân thiết được ban tổ chức xin được chúc mừng cho 10 ban chấp hành mới, và xin chúc cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ mà câu lạc bộ giao phó, và chúc cho câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của chúng ta phát triển không ngừng, mãi là một sân chơi của niềm vui của nhà của chúng ta, đó là sống có ích và vui vẻ. Xin cảm ơn. Thơ mới vừa xuất bản được mang tên Sáng Mãi Của Thời 13 tháng
cuộc thi nhằm huy động phát hiện tài năng văn chương ở mọi lứa tuổi, biết về quê hương cùng những giá trị nhân văn cao đẹp trong cuộc sống, được vun trồng chăm sóc qua nhiều thế hệ. Cuộc thi được phát động từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2017. Có thể nói, Việt Nam trong tôi đã chạm đến trái tim của mọi người tham gia dự thi. Nghĩ niệm về một miền quê, về tình bạn, tình yêu cứ đan xen và miền ký ức yêu thương ấy đã có trôi vào quên lãng. Ban tổ chức nhận thấy đây là cuộc thi bổ ích và có nhiều tác phẩm hay. Tin rằng tập sách cùng tên sẽ là món ăn tinh thần gối đầu của nhiều thế hệ, là món quà quý dành tặng cho người thân, bạn bè. Mặc dù cuộc thi đã phát động trong thời gian ngắn, nhưng đã thu hút được gần 2.600 tác phẩm. Điều này không phải ban tổ chức cuộc thi, các cơ quan báo chí chuyên ngành nào thực hiện được, nhất là trong điều kiện khó khăn hiện nay. Ban tổ chức đã nhận được tác phẩm dự thi của 739 tác giả, chọn in vào sách 396 tác giả với gần 1.584 tác phẩm thơ đạt yêu cầu theo tiêu chí của cuộc thi. Chất lượng bài dự thi khá đồng đều, đáp ứng được thể lệ, nội dung, những tiêu chí chính của cuộc thi. Tập sách được xuất bản với số lượng in 1.000 cuốn, mỗi cuốn dài 1.520 trang. Với sự nhất trí cao, ban giám khảo đã tuyển chọn được 25 tác giả tương ứng với tác phẩm để trao giải. Ban tổ chức cuộc thi thống nhất trao giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho 25 tác giả. Cuộc thi cũng trao danh hiệu tác giả thơ triển vọng cho 80 tác giả đạt tiêu chí của ban tổ chức. Với sự thành công của cuộc thi và xuất bản tập sách Việt Nam trong tôi, mong rằng chúng ta sẽ lan truyền rộng rãi hơn trong gia đình và cộng đồng, góp phần giáo dục con cháu biết yêu thương quê hương, yêu gia đình và những phẩm giá cao đẹp của con người Việt Nam. Và rồi là cái bài tổng kết của cuộc thi thơ. Và trong cái chương trình cuộc thi thơ của chúng ta thì có cái cuốn sách và Việt Nam trong tôi, thì vừa rồi thì ban tổ chức có nhận được một ý kiến của vị trong cuộc câu lạc bộ nhưng đã tham gia cuộc thi thơ. Có thắc mắc là trong cuốn sách không có tên thì cái điều này thì ban tổ chức sẽ kiểm tra lại, có thể là trong cuộc chúng ta chưa tìm thấy, hoặc là nếu như trong trường hợp mà không có trong sách thì chúng tôi sẽ đang cố làm thêm cái tập sách này, thì rất mong được sự hòa ý của tác giả cũng là người yêu thơ và xin phép được cho tác giả. Xin cảm ơn bài thơ hai.
Kính thưa quý vị và ban tổ chức, xin được chúc mừng cho tác giả Nguyễn Văn Bài ở cộng đồng Thanh Hóa đạt giải khuyến khích tác phẩm với chủ đề Mẹ và quê hương. Xin mời tác giả lên sân khấu ạ. Xin được chúc mừng tác giả Nguyễn Văn Vũ ở Sa Thủy Nam Định với tác phẩm Điệu Trèo Tình Quê. Xin mời tác giả lên sân khấu ạ. Xin được chúc mừng tác giả Lê Thị Tuyết Thanh, phường Nam Hà, Hà Tĩnh với tác phẩm Kính Tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Xin mời tác giả lên sân khấu ạ. Xin được chúc mừng tác giả Đào Công Chính với tác phẩm Người Mẹ Làng Cang và Quê ở Yên Thành, Nghệ An. Xin được chúc mừng tác giả và xin mời tác giả lên sân khấu ạ. Xin được chúc mừng tác giả Phạm Văn Hậu ở tỉnh Nam Định với tác phẩm Quê Tôi. Xin được chúc mừng tác giả và các tác giả trên của Quê Tôi. Chúng tôi đó là tác giả với tác phẩm đạt giải khuyến khích của cuộc thi thơ. Vâng ạ, xin mời tất cả các tác giả và ban tổ chức ở trên sự các tác giả chúng ta với sân khấu ạ. Vâng ạ, chúng tôi xin đọc bài, đó là tác giả Nguyễn Văn Bài ở quê Hồng Lộc, Thanh Hóa với tác phẩm Mẹ và quê hương. Tác giả Nguyễn Văn Vũ ở Sa Thủy Nam Định với tác phẩm Điệu Trèo Tình Quê. Tác giả Lê Thị Tuyết Thanh ở phường Nam Hà, Hà Tĩnh với tác phẩm Kính Tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Tác giả Đào Công Chính ở Yên Thành, Nghệ An với tác phẩm Người Mẹ Làng Cang. Tác giả Phạm Văn Hậu ở tỉnh Nam Định với tác phẩm Quê Tôi. Và những tác giả mà ban tổ chức vừa đọc giải khuyến khích thì xin được giải tên tặng người thi đấu ạ. Vâng, và cho phép tôi được trân trọng giới thiệu với sân khấu, đó là tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, chủ tịch hội đồng viện lên sao giải khuyến khích cho các tác giả hữu ở tác phẩm và giải khuyến khích hôm nay. Trân trọng kính mời. Xin được chúc mừng tác giả Trần Thành đến từ An Tử Liêm, Hà Nội ạ.
Xin được chúc mừng tác giả Lê Thị Tuyên ở Quyết Tử Đồng Nai ạ. Xin được chúc mừng tác giả Hà Thị Vượng ở Tân Thi Hương Yên ạ. Xin được chúc mừng tác giả Lê Thị Thanh Hiền ở thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên ạ. Và cuối cùng xin được chúc mừng tác giả Nguyễn Văn Lượng ở tỉnh Nam Định ạ. Vâng, 246 và thiếu 3 tác giả nữa. Có tác giả nào mà ban tổ chức đọc tên mà không có đây không ạ? Xin được chúc mừng tác giả Lưu Công Chủ ở Sa Thủy, Nam Định với tác phẩm Yêu Con Cho Gọt Cho Roi. Xin được chúc mừng tác giả Nguyễn Thị Kim Phúc ở Thanh Chương, Nghệ An với tác phẩm Linh Thương Thành Cầu. Xin được chúc mừng tác giả Lê Hồng Đào ở Ninh Kiều, Cần Thơ với tác phẩm Nam Đỏ Sa. Xin được chúc mừng tác giả Lê Thị Hoa ở Đống Đa, Hà Nội với tác phẩm Hai Bà Mẹ Hòa Bình. Và cuối cùng xin được chúc mừng tác giả Đặng Kiên Cường ở Sa Thủy, Nam Định với tác phẩm Ghi Nhớ Công Ơn. Đó là xin mời các tác giả có tên vừa rồi, xin mời tác giả đến tặng lên sân khấu nhé. Mời quý vị theo dõi. Và một lần nữa thì ban tổ chức xin cảm ơn các tác giả có bài hay và chúc cho các tác giả có thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc, và mong muốn rằng các tác giả hãy có những bài thơ hay hơn nữa để cùng công hiến cho tất cả những người của Việt Nam ta, dù trong mọi tổ quốc hay ở trong nước ngoài nữa. Xin cảm ơn tất cả các tác giả tôi đã rất nhiều. Trân trọng kính mời em. Kính thưa quý vị,
MC Quân Lực, thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho các anh em nghệ sĩ của Trung tâm Sự kiện Nam Hải, xin được kính chúc cho tất cả các cô, các bác, các chú, các anh, các chị và các nhà văn nhà thơ chúng ta có nhiều sức khỏe hơn nữa.